mấy trong đây. Mình có hay không? Móm luôn. Đây. Bây giờ đi vào đi thăm cái bãi sóc buông về thằng thằng cháu nó bẫy trong đây nè, bẫy được bê cái bẫy. Quên rồi ta. Giờ đi vào. Đi vào thăm bẫy coi thử có dính hay không. Ngoài thằng cháu mấy cái bẫy nằm ở trong đây sao. Quyên một cánh rừng nè, dùng bạch đàn. Còn nhớ những cái cây to kia sao kìa. Bãi sóc không biết có hay không, giờ đi vào thăm. Đó chỗ cây to đó, lúc đây cũng sóc nhiều lắm. Mình không biết là như thế nào, biết có dính này không. Đây, về nó bẫy ngay chỗ cây đây. Này lúc trước là cái rừng rừng bạch đàn, rừng keo nè. Xinh quá. Đây con quen nó bẫy một cái trong này nè. Giờ thăm thử. Có không? Đây, ồ đây. Cái ồ dưới đây. Một cái dưới kia nó xèo. Để giờ nó quên. Đây vẫn còn bảy nè. Chuối. Bảy bằng chuối. Gai quá. Trung Quốc luôn à. Kìa. Ủa cái gì mà nó thay đâu mất rồi. Kìa. Mấy nè. Gì nó thay mất mà chuối rồi mất hết mà không. Không nó dính không? Tí cầm gì không? Hết mỡ.
bẫy phía dưới đi. Ấy kìa, sao nó không dính? Còn bẫy trong đây. Mình có hay không? Móm luôn. Ngốm luôn. Chuối rồi còn đây. Không thấy cái gì. Kìa coi tự tổ ổ máu kìa. To lắm. To chịu bé lửa luôn. Dính trời. Không thấy. Móm luôn. Còn nó chiều thôi, có thứ như thế nào. Búa que gà buổi chiều. Chưa chẳng tí rồi nó vô nó thăm lại. Có dính hay không? Chỗ kia là thấy nha. Mắc mồi rồi. Hết chuối rồi. Cầm rẹp rồi. Cây cối ôm tùm gì mày. Hay có sóc ở lắm mày sao? Móm móm. Trời bị bịp cho khuế, trời bị bịp luôn. Hôm nay toàn bị bịp được không? Thầm bảy à. Không dính rồi. Móm à. Có dính mà, à, nhiều, không dính. Còn bẫy kia thì thấy thề đâu mất hết đâu. Rồi để chiều gần tí nữa rè tôi có hay không. À, xung quanh này. Sóc lắm hay ở lắm. Chất quốc không có. Chiến thầm 7 à. Không được con nào. Thôi giờ đi về lại thôi. Ngốm. Không được em nào. Ui, một cái đằng kêu. Thua. Rồi, giờ đi về lại.